Luy Lâu là lỵ sở địa phương của quận Giao Chỉ, cũng là thủ phủ của cả Giao Châu từ năm 111 trước Công Nguyên đến 106 trước Công Nguyên. Nó không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là trung tâm kinh tế, thương mại, trung tâm văn hóa, tôn giáo lớn và cổ xưa nhất của nước ta. Những năm trước Công Nguyên, cuộc sống nơi đây vô cùng náo nhiệt. Đứng đầu thành là Thái Thú Tô Định, vốn nổi danh là kẻ tham lam háo sắc, luôn tìm mọi cách dơ vét cho đầy túi tham của mình. Sự tham lam của Tô Định cùng ách đô hộ hà khắc của nhà Hán khiến dân chúng ngày càng lầm than thống khổ, tiếng kêu gian trời dậy đất. Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Có thể kể đến thất bại của nghĩa quân Thi Sách, chồng bà Trưng Trắc. Sau khi Thi Sách bị Thái Thú Tô Định giết hại, trong một khoảng thời gian, thành Luy Lâu có vẻ rất yên bình. Tất thảy dân chúng đều e dè, không dám chống đối lại nhà Hán. Có ra đường, cũng mau mau chống chống xong việc rồi quay về. Ngoài phố nhiều nhất vẫn là ăn mày khất thực. Họ vốn nghèo khổ thiếu ăn, còn điều gì sợ hãi nữa? Chính vì thế, những kẻ ăn mày này lại là người có lá gan to nhất thành Luy Lâu. Lê la từ đầu đường đến xó chợ, tin tức gì họ cũng biết trước tiên. Ngay lúc này cũng vậy, một đám ăn mày mặt mũi lem luốc, áo quần tả tơi, sọc sệt đang tụ tập ở miếu thành hoàng, vừa chia nhau mấy đùm cơm nguội, vừa bàn luận chuyện trên trời dưới đất. Không biết ai khơi mào trước, cuộc trò chuyện đã hướng về cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng. Ê, nghe nói nhiều người theo hai bà lắm ngang, trong vòng có nửa con Trăng à, mà ở Thượng Ngạn nè, An Xá nè, Thanh Vân nè, Chu Mô nữa, đều có người xin tòng quân hết trơn á, bất kể là nam hay là nữ luôn. Tôi còn nghe nói nam có tới 6 vạn, nữ có tới 2.000, già trẻ lớn bé đều hừng hực khí thế. Có cả nữ nữa hả? Trời đất ơi, nữ thì làm được cái gì? Ôi trời ơi. Ê, đừng có coi thường nha cha nội, nữ tướng với trướng hai bà giỏi dữ lắm à, toàn là nhân tài hết trơn hết trọi á, đã đánh mấy trận gian dội rồi. Nghe nói à, bà Trưng Trắc á vừa lập đàn ở sông Hát, tới cáo trời đất, khí thế dữ dội dữ lắm. Đúng rồi đó. Sao? Khí thế mấy thì cũng khó triệt hạ được thành Luy Lâu. Thái Thú Tô Định đâu phải là kẻ dễ trêu chọc. Quân lương và vũ khí mới được tăng cường ở Luy Lâu, đội gác đêm lại mới thêm 10 người một kiếp canh, ra vào thành trên giấy, trời ơi nó lôi thôi dữ lắm. Như được mở nút, lũ ăn mày lao nhau mỗi người góp một tiếng. Câu chuyện ngày một rơm rã. Nào là tướng này có tính xấu gì, lính kia vừa cậy thế chủ cướp bóc nhà dân ra sao. Kể cả mấy chuyện bí sử cũng bị lôi ra bàn tán, xem chừng xôm tụ lắm. Giữa tuần chuyện, một tên ăn mày lẳng lặng rời đi theo một đường mòn ra khỏi thành Luy Lâu. Tên ăn mày loanh quanh một hồi, rẽ ba bốn bận, nón tơi kéo sùm sụp, gặp người lại xòe tay xin xỏ, nhưng ai cũng đuổi đi. Sập tối thì đến một ngôi miếu bỏ hoang, hắn nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi trốn vào bên trong. Đi qua bức tượng đá phủ kính rêu phong, đến góc tường gõ ba tiếng lớn, hai tiếng nhỏ. Một khắc sau, bức tường đá hé ra một khe sáng hẹp. Bên trong là căn phòng nhỏ leo lét ánh nến. Có tin gì mới không? Dạ có. Tên ăn mày nhẹ giọng đáp, cởi chiếc nón tơi quăng xuống đất, rồi chụp vò nước trên bàn uống ừng ực, tiện tay rửa mấy vết lem nhem ở trên mặt.
Dưới ánh nến lù mù hiện ra một gương mặt thanh tú, sống mũi thẳng mà cao, hai mắt đen lấy to tròn, tinh anh nhanh nhạy. Là một thiếu phụ trạc chừng 25-26 tuổi, nàng nói: "Trở về Phong Châu." Người con gái ấy là Phùng Thị Chính, cháu họ Xa của hai bà Trưng, kết hôn với Đinh Lượng, gia thần của Thi Sách. Ngay từ nhỏ, nàng đã nổi tiếng thông minh, tinh thông các môn võ nghệ và có chí khí hơn người, rất được bà Trưng Trắc trọng dụng. Sau khi ông Thi Sách bị giặc bắt, chồng của bà và nhiều gia thần khác cũng bị sát hại. Bà nghe tin, lập tức quay về Phong Châu, đứng vào hàng ngũ của hai bà Trưng, được giao nhiệm vụ đi chiêu mộ nhân tài. Để thuận tiện dò la tin tức, bà thường cải trang làm ăn mày rầy đây may đó, thoát ẩn thoát hiện, đem về không ít tin tức quý báu cho hai bà Trưng. Phùng Thị Chính quay về Phong Châu, đem những điều vừa thám thính được nói với Trưng Trắc, Trưng Dị. Cả ba mật đàm đến tận khuya, lên kế hoạch bố trí lực lượng, chia quân đi các hướng. Phùng Thị Chính xác định những nơi hiểm yếu, điểm mặt các tướng đứng đầu, rồi bày binh bố trận vô cùng tỉ mỉ, quyết đánh một trận hạ Luy Lâu Thành. Đúng như kế hoạch, quân của hai bà dây khổn thành Luy Lâu, tướng Lê Chân cùng quân khởi nghĩa bắc thang lên thành dây đánh Tô Định. Trước khí thế ngút trời đó, bọn quan lại Đông Hán hoảng sợ bỏ thành, hơn 1.000 quân địch trong thành bị giết chết. Tô Định bỏ ấn tính, giả làm phụ nữ, lên thuyền trốn về Nam Hải. Tiếp sau đó, 64 thành trì khác cũng bị hạ, đất nước sạch bóng quân thù. Bà Trưng Trắc lên ngôi vua, khen thưởng các tướng sĩ. Phùng Thị Chính được phong làm trưởng nội thị tướng quân. Hán Quang Vũ nổi giận, đấm mạnh tay xuống lồng án. Cả thiên điện lặng phắt như tờ. Tin chiến bại liên tiếp truyền về khiến Long Nhan thất sắc, đã xuống chiếu xử phạt không ít người. Hán Quang Vũ nghiến răng gằn từng tiếng: "Một lũ đàn bà chân yếu tay mềm mà không trị nổi, còn gì là bộ mặt của thiên triều?" Phục Ba Tứ Quân Mã Diện chắp tay khuyên: "Xin bệ hạ hãy nguôi giận, thần xin được đem quân ra trận để thu phục bọn Giao Chỉ." "Được, ta lệnh cho ngươi đem 2 vạn quân chủ lực, 2.000 chiến thuyền, sang bằng chúng cả 2 đường thủy và bộ. Phải đánh, đánh cho tan tác, đánh cho chúng không thể đầu ngóc đầu lên được." Mã Diện là một tướng già, ngoài giỏi về binh pháp và chỉ huy ba quân, hắn còn là một tay đầy mưu mô trước quỷ. Mã Diện trực tiếp chỉ huy cánh quân bộ, giao cho Đoàn Chí chỉ huy cánh quân thủy. Trận đầu tiên, cánh quân bộ bị Thánh Thiên Công Chúa, một nữ tướng dưới trướng hai bà đánh bại. Cùng lúc đó tại Vân Đồn, cánh quân thủy bị bà Lê Chân chặn đánh, Đoàn Chí tử trận. Hơn 1.000 quân bị giết, quân Hán phải rút lui về vùng Hắc Giang, rồi cấp báo để xin thêm viện binh. Trong men say chiến thắng, bà Trưng Trắc sai Thánh Thi Công Chúa đem quân truy đuổi, chẳng dè rơi vào kế điều hổ ly sơn của quân giặc. Lợi dụng đại bản doanh thiếu lực lượng, Mã Diện thúc quân tấn công trực diện, khiến hai bà núng thế, liên tiếp bị dồn vào hiểm cảnh.
Đêm đã khuya, nhưng đèn trong trướng bà Trương Trắc vẫn sáng tỏ, in bóng hai chị em trên vách. Tấm bản đồ trước mặt ngang dọc những đường vạch mà vẫn chưa có kế hoạch nào khả thi. Còn bao lâu nữa thì quân cứu viện của Thánh Thiên mới tới đây? Dạ, khoảng chừng 10 ngày. Chúng ta còn cầm cự được bao lâu? Lần này cả trướng lâm vào im lặng. Mãi một lúc lâu mới nghe tiếng thở dài không rõ của ai. Vừa lúc bên ngoài có tiếng một quân binh. Dạ bẩm. Có chuyện gì? Thị nội tướng quân Phùng Thị Chính xin diện thánh. Thấy bà Trương Trắc gật đầu, Trương Nhị cao giọng: Cho dời. Màn trướng được vén lên, Phùng Thị Chính chậm rãi bước vào, bụng đã to giật mặt. Bà Trương Trắc ra hiệu miễn quỳ, rồi ân cần hỏi: Có chuyện gì mà nàng phải đến vào lúc khuya khoắt như thế này vậy? Bẩm, quân nhà Hán đã dây kín ngoài kia, chúng ta không thể cầm cự thêm được nữa. Không biết Trương Nữ Dương đã có kế sách gì chưa? Trương Trắc và Trương Nhị nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu được vẻ sầu lo. Phùng Thị nhìn thoáng qua đã hiểu, hạ giọng nói tiếp: Nữ Dương không thể nán lại đây để chờ cứu viện được nữa. Ả Tắc, Ả Dị, cố thủ ở làng Giang Lan đã bị đánh bại rồi. Tình thế đã vô cùng cấp bách. Trước hết phải phá dòng dây rồi rút về Cẩm Khê. Đợi ngày sau củng cố lực lượng rồi phản công cũng không muộn. Trương Dị thở dài: Nhưng hiện tại quân số của chúng ta rất mỏng, tướng chỉ huy cũng không còn ai. Còn tôi. Hai bà Trương đưa mắt nhìn người trước mặt. Dưới ánh đuốc, gương mặt thị nội tướng quân sáng bừng lên một vẻ kiên định bức người. Rạng sáng hôm sau, mặt trời vừa tỏ, Trương Dị và Phùng Thị Chính làm tướng tiên phong, mở đường máu cho Trương Nữ Dương rút về hướng Cẩm Khê. Quân Hán bao vây tứ phía. Phùng Thị Chính một tay ôm bụng, một tay dung trường kiếm tả xung thủ đột. Không tên giặc nào dám tiến lại gần. Đến vùng Lãng Bạc, chợt một cơn đau thúc từ bụng truyền đến, khiến cho bà tái mặt, rồi giục ngựa đến trốn tại một hang đá vôi, rồi trở dạ sinh ra một bé trai. Bà dùng chiến bào bọc đứa trẻ còn đỏ hỏn trước ngực, chạy đến miếu núi Tuấn Sơn nương nhờ, thoát dòng dây truy bắt của giặc. Có tích kể lại rằng, khi nghe tin hai bà Trưng tuẫn tiết ở sông Hát, thì nội tướng quân cũng gieo mình xuống sông theo phò hai bà. Lại có tích kể rằng, bà sống ẩn thân, đem hết tài sản giúp đỡ dân nghèo qua nạn đói. Sau khi bà mất, dân làng Tuấn Xuyên lập đền thờ bên bờ hồ, bốn mùa lung linh sóng nước. Đời sau có thơ rằng: Trung với vua, vẹn nghĩa với chồng, tiếng thơm còn mãi dưới đon sông. Nàng Phùng tuy mất danh còn đó, đền miếu lưu truyền dưới núi sông. Reddick, Lê Hoàng Phi Yến.